Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, 78 năm ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam. Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam là sự kiện nhằm mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác bền chặt, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, pháp lý, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của hai bên để hoàn thành tốt sứ mệnh nhiệm vụ được giao. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cam kết sẽ tổ chức quán triệt một cách sâu rộng về chủ trương cũng như các nội dung. Phương thức của quy chế phối hợp tới các đơn vị trực thuộc công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên sớm triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam mong muốn hỗ trợ pháp lý cho Petro Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước cũng như khi thực hiện các quan hệ hợp tác thương mại quốc tế. Với những nội dung được ký kết, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ nhanh chóng cụ thể hóa bằng các kế hoạch hoạt động, thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Petro Việt Nam chia sẻ, lãnh đạo tập đoàn luôn quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường công tác phổ biến pháp luật, thường xuyên chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ tại Petro Việt Nam và các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, trong hoạt động của doanh nghiệp luôn tồn tại rủi ro về tuân thủ pháp luật, do đó rất cần sự hợp tác, hỗ trợ từ phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam để Petro Việt Nam luôn đổi mới hệ thống quản trị đồng bộ với luật pháp của Việt Nam và quốc tế đồng thời đào tạo, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện quy chế, quy trình trong nội bộ tập đoàn. Tổng giám đốc Petro Việt Nam cũng chỉ đạo các ban văn phòng, các tổ chức chính trị xã hội tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam giả soát, đánh giá những khó khăn vướng mắc còn tồn tại để tìm ra biện pháp khắc phục hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động thực tiễn.